hôm nay Lan Trinh lại tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, đó là mang đến những món đồ vật quen thuộc đến cho gia đình. Mà bên cạnh đó thì sẽ có một cái nhiệm vụ không quen chút nào đối với những đồ vật này. Xin chào cả nhà. Ngôi nhà mà sứ giả ghé thăm hôm nay là của gia đình anh Lương Thái Hòa, 48 tuổi, người vô cùng đam mê đơn ca tài tử. Các thành viên khác gồm mẹ anh Hòa là bác Võ Thị Biền. Cụ bà 89 tuổi này vẫn rất minh mẫn và muốn tự tay thực hiện các thử thách mà chương trình mang lại. Vợ anh Hòa, chị Huỳnh Thị Kim Hơn, 49 tuổi, cùng hai con Lương Thái Bình, Lương Thái An cũng là những nhân tố không thể thiếu để tạo ra tiếng cười ngập tràn cho ngôi nhà này. Gia đình mình thì làm công việc gì ạ? Chị á, thì hồi trước chị đi làm, giờ chị nghỉ rồi. Chị ở nhà chị có xây mấy cái xưởng với cho thuê nhà trọ. Wow. Cái gần lần gần đây nhất mà cả nhà ngồi tụ tập lại để mà ăn mừng một chuyện gì đó là việc gì? Vô chừng lắm. Chắc có Tết thôi à. Hy vọng cái nhiệm vụ ngày hôm nay Lan Trinh giao cho gia đình đó sẽ mang lại một cái tiệc mừng chiến thắng cho gia đình nha. Em sẽ lấy cái món đồ này ra. Gia đình mình đoán coi là sẽ làm gì ha. Chồng lon. Vậy đó là chồng lon hả? Một cái chồng lon 5 cái hả? Thì chị chồng thử 5 cái lon đi. Được không? Dễ dễ chả. Lít gì 10 triệu chị nghĩ có dễ quá không? Nhưng mà theo anh thấy giờ là dễ đó, nhưng mà anh nghĩ chắc nó là cái gì nữa. Để mà em 6 cái lon thì dễ không? Chị đi về thêm một cái dễ dưới cái. Rồi. Nó chưa dừng lại ở đây đâu. Nó vẫn còn nữa. Úm ba la. Rồi như anh chị thấy mình có thêm một cái bể cá chứa đầy nước. Và đây phong bì nhiệm vụ của anh chị. Thử thách xếp chồng lon nước ngọt trên mặt nước. Trong thời gian 1 phút, người chơi phải xếp 6 lon nước chồng lên nhau trên nền một cái đĩa thả nổi trên mặt nước. Người chơi được thực hiện nhiều lần trong thời gian quy định. Sau khi xếp xong, 6 lon nước phải đứng vững trong 3 giây là chiến thắng. Luật chơi đã rõ, gia đình nhanh chóng thử sức và người được ưu tiên đương nhiên phải là người lớn tuổi nhất nhà. Xem ra tuổi càng cao thì sự bình tĩnh càng có thừa. Cái thử thách này nói chung là cũng hơi khó mà anh cố gắng hả? Cố gắng mình tập dần. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm.